Lúc học. Xuế xí tờ sứ hậu. Tờ sứ hậu. Ghép với một cụm khác đằng trước có nghĩa là lúc làm cái gì đó. Xuế xí tờ sứ hậu. Lúc học. Xuế xí tờ sứ hậu. Lúc học tiếng Anh. Xuế yên ủy tờ sứ hậu. Lúc học tiếng Việt. Xuế yên nán ủy tờ sứ hậu. Lúc tôi biết. Wǒ zhì dào tờ sứ hậu. Lúc chúng tôi quen biết nhau. Wǒ mèn rèn shì tờ sứ hậu. Wǒ mèn rèn shì tờ sứ hậu. Lúc ở đại học. Zài dà xuế tờ sứ hậu. Zài dà xuế tờ sứ hậu. Lúc học đại học. Xuế dà xuế tờ sứ hậu. Lúc uống cà phê. Hơ cà phê tờ sứ hậu. Lúc bận. Máng tờ sứ hậu. Bây giờ hãy nghe từ rảnh rỗi. Yǒu kòng. Yǒu. Yǒu. Kòng. Kòng. Yǒu kòng. Yǒu kòng. Hãy nói rảnh. Yǒu kòng. Yǒu kòng. Lúc rảnh. Yǒu kòng tờ sứ hậu. Yǒu kòng tờ sứ hậu. Lúc rảnh tôi học tiếng Anh. Yǒu kòng tờ sứ hậu wǒ xuế xí yīng yǔ. Yǒu kòng tờ sứ hậu wǒ xuế yīng yǔ. Hãy nghe từ hoan nghênh. Hoan yín. Hoan. Hoan. Yín. Yín. Hoan yín. Hoan yín. Hãy nói hoan nghênh. Hoan yín. Hoan yín. Hoan nghênh các bạn đến. Hoan yín nǐ men lái. Hoan yín nǐ men lái. Bây giờ hãy nghe từ đi. Chuy. Chuy. Âm Hán Việt là khứ. Chuy. Chơi. Wǎr. Wǎr. Đi chơi. Chuy wǎr. Chuy wǎr. Tôi đi chơi. Wǒ qù wǎr. Bọn họ đi chơi. Tà mèn qù wǎr. Hay nói hoan nghênh bạn đến chơi dùng từ lái. Huài yín nǐ lái wǎr. Huài yín nǐ lái wǎr. Hãy chú ý từ lái và từ chuy trong tiếng Trung có nhiều lúc đều dịch là đến. Ví dụ trong trường hợp này, Trương Hồng đang không ở trường đại học của mình. Trương Hồng mời Mary đến trường chơi. Bạn ấy dùng chuy chứ không dùng lái. Vì Trương Hồng đang ở cách xa trường. Nếu Trương Hồng đang ở trường đại học của bạn ấy, nói với Mary là hoan nghênh bạn đến trường mình chơi, bạn ấy sẽ phải dùng lái. Nói chung chuy là hướng đi xa phía người nói và lái là hướng đến phía người nói. Nếu người nói đang ở nhà, nói là hoan nghênh bạn đến nhà mình chơi thì sẽ dùng lái. Nếu người nói đang ở xa nhà và nói hoan nghênh bạn đến nhà mình chơi sẽ dùng chỉ. Hay nói hoan nghênh bạn đến chơi, ở đây Trương Hồng ở cách xa trường của mình.
欢迎你去玩儿。欢迎你去玩儿。Giả sử Trương Hồng đang ở trường, các bạn của bạn ấy đến chơi, bạn ấy nói, hoan nghênh các cậu đến chơi, hãy dùng lái. 欢迎你们来玩儿。欢迎你们来玩儿。Hãy nói, đến trường đại học ngoại ngữ. Ở đây bạn đang ở cách xa trường đại học ngoại ngữ. 去外语大学。去外语大学。Đến ký túc xá của các bạn. Ở đây bạn đang ở xa ký túc xá đó. 去你们宿舍。去你们宿舍。Đến nhà ăn. Chủy san thiên. Chủy san thiên. Đi uống cà phê. Ở đây bạn chưa đến nơi để uống cà phê. Chủy khơ cà phê. Chủy khơ cà phê. Đi làm quen với bọn họ một chút. Chủy rèn sử xà thà mần. Chủy rèn sử xà thà mần. Bạn đang ở cách xa chỗ các bạn đó. Bây giờ hãy nói lại đi chơi. Chủy wǎr. Chủy wǎr. Đến chơi. Lái wǎr. Hoặc chủy wǎr. Hoan nghênh các bạn đến chơi. Hoan nghênh nǐ men qù wǎr. Hoan nghênh nǐ men lái wǎr. Tùy trường hợp mà sử dụng. Hay nói, lúc bọn mình đi chơi. Wǒ men qù wǎr de shí hǒu. Wǒ men qù wǎn de shí hǒu. Lúc rảnh. Yǒu khùng de shí hǒu. Lúc uống cà phê. Hē cà phê de shí hǒu. Đến trường đại học ngoại ngữ chơi. Ở đây bạn đang ở cách xa đại học ngoại ngữ. Qù wài yǔ dà xuě wǎr. Qù wài yǔ dà xuě wǎr. Đến ký túc xá của các bạn chơi. Bạn đang ở xa ký túc xá. Qù nǐ men sù shè wǎr. Qù nǐ men sù shè wǎr. Hãy nói lại, phía tây của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học de xī biān. Đại học Trung Hoa ở phía tây của Đại học Đông Phương. Trung Hoa Đại học tại Đông Phương Đại học de xī biān. Trung Hoa Đại học tại Đông Phương Đại học de xī biān. Văn học hiện đại. Hiện đại văn học. Nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Khoa Trung văn. Trung văn xì. Khoa tiếng Hán. Hàn ngữ xì. Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học. Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业? Chuyên ngành quan hệ quốc tế. 国际关系专业. 国际关系专业. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài.
Trang Hồng là Đông Phương Đại học học sinh mà? Trang Hồng là Đông Phương Đại học học sinh mà? Bố sư, ta sư Trung Hoa Đại học nghiên cứu sinh. Bố sư, ta sư Trung Hoa Đại học nghiên cứu sinh. Mã Lị là Đông Phương Đại học nghiên cứu sinh mà? Mã Lị là Đông Phương Đại học nghiên cứu sinh mà? Sư. Mã Lị học gì mà chuyên nghiệp? Mã Lị học gì mà chuyên nghiệp? Ta học quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Trang Hồng nè? Trang Hồng học gì mà chuyên nghiệp? Trang Hồng nè? Ta học gì mà chuyên nghiệp? Ta học hiện đại văn học chuyên nghiệp. Ta học hiện đại văn học chuyên nghiệp. Trung Hoa Đại học tại nào? Trung Hoa Đại học tại nào? Tại Đông Phương Đại học phía bên. Tại Đông Phương Đại học phía bên.